Thưa sư cho con hỏi, tại sao mỗi người chỉ biết về chính người đó? Ví dụ con chỉ thấy những gì con nhìn biết về cuộc sống của con, và con chỉ thấy thế giới này xung quanh con, một người khác cũng chỉ thấy thế giới xung quanh người đó thôi. Con vô cùng thắc mắc, xin sư giải tỏa thắc mắc này. Quý vị dám hỏi, nhưng mà quý vị có dám nghe hay không nó mới quan trọng. Tại vì á, nghe thì nó rất là nhức mình nhức mẩy nha. Để báo trước cho biết như thế này nè, trong kinh Dây Buộc của Tương Ưng Uẩn á, có một bài kinh đó là khi mà con chó đó nó bị cột vào một cái cây cột á, thì cái dây xích nó dài bao nhiêu thì nó chỉ quanh quẩn cây cột xung quanh đó thôi, nó ăn cũng xung quanh cái chỗ đó, nó ngủ cũng xung quanh cái chỗ đó, nó sinh hoạt cũng xung quanh cái chỗ đó. Cái giới hạn của nó là cái giới hạn của sợi dây xích cột nó vào. Cho nên á, cho tới chừng nào mà chúng ta còn có cái suy nghĩ là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy tư thế giới quanh tôi, rồi nhà của tôi, thân thể của tôi, gia đình của tôi, quốc độ của tôi, cái gì cũng của tôi hết, thì mình bị cột trói trong cái ngã chấp đó và mình không thể nào mình vượt ra khỏi nó được. Đó là sư giải thích cho quý vị thấy tại sao mà mình thấy cái gì cũng quay xung quanh mình hết trơn á nha. Cái thế giới nó quay xung quanh mình. Lý do là tại sao? Tại vì mình bị cột trong cái sợi dây của ngã chấp. Còn bây giờ muốn mà nó thoát ra khỏi thì như thế nào? Thì ráng, thứ nhất là tạo nhiều công đức, thứ hai là ráng giữ giới, rồi hướng đến những cái cảnh giới tốt đẹp hơn như là cõi trời, rồi cảnh giới phạm thiên đó, rồi chúng ta phải thấy được những cái sự nguy hiểm của dục lạc, rồi chúng ta mới thấy được là cái con đường mà tu tập có giới, có định, có tuệ là con đường cần phải phát triển để chúng ta thoát được những cái nỗi khổ trầm luân. Thì đó là cái cách để chúng ta bứt đứt cái sợi dây trói buộc. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ quanh quẩn quanh cái cột rồi ngã chấp đó thôi. Thì không biết vấn đề này sư Tề Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ thưa Đức Thủy Vị, thì Đức Hạnh Tuệ cũng nói cho vị biết đó. Ở đây thì sư xin nói về khía cạnh của sư. Nghĩa là cái vị mà hỏi con gửi câu hỏi này nè, nghĩa là nói là mình biết về cái thế giới và cũng biết về cuộc sống mình. Thì sư nói cho rõ cho quý vị hiểu, có nghĩa là sư không phủ nhận cái biết của quý vị này và những người khác, nhưng mà phải hiểu gì nè, cái biết của vị này nè là biết của những người khác, mình phải hiểu ở đây là mình chỉ biết về những cái tục đế thôi, mình biết những cái khái niệm thôi, và cái biết của mình á được Đức Phật mô tả là về thế giới á, là nó trong tám cái từ sau đây, nghĩa là thế giới bị xoay chuyển á, bởi chúng sanh nó bị xoay chuyển bởi tám pháp sau đây, đó là được lợi mất lợi, được danh mất danh, ca tụng khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Mà một khi quý vị còn sống mà hiểu về thế giới chỉ là quanh quẩn tám pháp đó thì nó chỉ là khổ đế thôi, quý vị quanh quẩn luân hồi và đau khổ thôi, trầm luân thôi. Còn á thì Đức Hạnh Tuệ muốn nhắn gửi quý vị biết cái biết đó là chính là cái biết tột cùng, cái biết mà vượt trên mọi điều kiện, cái biết rõ thực sự về bản chất của cuộc sống, bản chất của thế giới. Có nghĩa là bản chất đây sử dụng từ chữ là gọi là tột cùng nha, bản chất cuộc sống tột cùng, bản chất tột cùng của thế giới. Ở đây trước khi kết thúc cái phần trả lời này, sư xin trích một cái câu nói của ngài thiền sư Chodaka mà sư bản thân sư cảm thấy rất là tâm đắc, sư đọc cho quý vị nha. Những người chuẩn bị cho cái chết là những người sẵn sàng để sống. Hầu hết mọi người mặc dù vẫn đang sống đấy nhưng không sống thực sự. Chúng ta đang chống đối cuộc sống quá nhiều. Chúng ta không thực sự chú tâm và học hỏi
đầy đủ từ cuộc sống của mình. Dạ thưa quý vị. Còn á, cái giải pháp ở đây á, là vậy á, quý vị sẽ hỏi, ủa vậy sư sẽ nói là cái hạnh phúc tột cùng hay là cái thế giới, cái cuộc hiểu biết về cuộc sống á, à, hiểu biết về tột cùng hay hiểu biết về tận cùng của tột cùng của thế giới, vậy như thế nào? Để Đức Hành Tại đã trình bày quý vị. Xin thưa là quý vị là phải có cái niềm tin ở tâm bảo, học và hành theo lời Phật dạy, thì quý vị sẽ hiểu được thực sự của bản chất của cuộc sống này, thực sự bản chất của thế giới này là như thế nào. Dạ, xin thưa, xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ vâng. Thì thưa với quý vị, có những cái vốn dĩ là các sư cũng không có nói đâu, nhưng mà quý vị hỏi thì các sư buộc phải trả lời. Nhưng mà có những cái trả lời như vậy đó, thì quý vị lại chịu không nổi cú sốc đó, thì đó là vấn đề của quý vị. Giống như bây giờ á, tôi muốn thông, là muốn thông cái hầm ở đằng sau nhà tôi lên. Nếu như mình nhắm mắt thì thôi, chứ còn mình đã muốn thông, mình dỡ nó lên thì mình phải chấp nhận ở trong đó nó có những cái dơ bẩn, có những cái nó buồn nôn. Quý vị hỏi cái bản chất của thế gian này là gì, hỏi cái lý do gì đó mà mình cứ bị trói buộc, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta lắng nghe. Còn nếu như chúng ta không sẵn sàng thì thôi, mình cứ sống ngây thơ như trẻ em, thì đói thì ăn, mệt thì ngủ, cứ sao trước sau giờ vẫn vậy thôi. Lâu lâu thì vào nghe mấy cái bài pháp an toàn, kiểu như bố thí, rồi đạo hiếu, rồi những cái chủ đề an toàn đó, mình cứ nghe có niềm tin, lâu lâu mình bố thí chơi chơi vậy thôi. Còn cái chuyện mà đi sâu vô để mà hiểu về bản chất của thế gian thì mình không đủ cái tâm lý để mà mình đón nhận, thì thôi, duyên ai nấy hưởng, phước ai nấy lo.